Chính mình bao nhiêu liều đây. Trước khi ta sẽ khởi động máy, ta sẽ đổ nhiên liệu. Các bạn chú ý. Đây mình sẽ đổ bình nhiên liệu. Các bạn chú ý, mình là động cơ 2 thì nên mình đổ xăng pha nhất. Tỷ lệ xăng pha nhất là 1:25. Khi ta đã đổ xong nhiên liệu vào, không lắp lại. Trong lúc tôi sẽ bật công tắc và bấm sang đặt cho tôi đó. Rồi giật nổ và máy bắt đầu. Tôi bắt đầu sẽ bấm máy quay phần số gì像太阳镜。